Rồi khánh đừng nhăn mặt nha. Chi nãy giờ ngủ được 8 giấc rồi nha. Nãy giờ quay sân sương 1:30 cho mày. Thấy nhân mụn rõ không? Sẽ liền với mụn viêm này. Đừng có dãy nào. Trái mụn sâu rồi đấy chứ. Để chuột muốn ra ngoài luôn nó không ra được nha. Lên chứ làm gì má, kim cái chỗ bên tay bên này nha.
Muộn nha thật chứ. Để hết sức luôn. Cố gắng ngồi dậy nha. Chứ động lực là đau hơn á. Em ngồi im đi em. Nó cầm dao cho mặt em á. Cái này mày đâm vô là như không mày mụt ra. Rồi cố gắng nè. Im nè. Chán em mụn nó dày. Nằm sâu bên trong. Cố gắng nè. Phải giải. Đừng có nhanh. Chưa làm gì mà nhanh rồi. Ừ, cái mụn to đi. Rồi, cố gắng lên. Im nào.